nghe lại nhé. Rồi nhắc lại này, bước 1 là bước là chúng ta là khởi tạo tiệp thể có biểu và nhập dữ liệu gốc. Thì bước này là bước khi chúng ta mới mua phần mềm về, chúng ta khởi tạo đúng một lần thôi nhé. Bước số 2 là bước khi chúng ta đã tạo thì có biểu rồi, thì chúng ta sẽ là nhập thuộc tính của môn học và ràng buộc của giáo viên. Bước 2 thì cũng hầu như là nhập một lần vì các thứ không thay đổi, còn ràng buộc giáo viên thì ít thay đổi lắm, chúng ta nhập một lần. Bước số 3 là bước là nhập bảng phân công chuyên môn. Thì bước số 3 là cái bước mà là tức là khó nhất, tạp nhất, nằm lẫn nhất nhé. Đúng không? Biết bao nhiêu đâu? Nha. Đi anh, đi rồi xe đi, đi nhiều vậy. Thì mọi người ai ấy thì đóng, ai thì đóng rồi nhé, để tôi bật, tôi tắt âm thanh nhé. Ba rồi đấy. Bước số 3 là cái bước mà rất dễ nhầm lẫn nhất mà bước quan trọng nhất nhé. Thì nếu bước số 3 là bước mất thời gian nhất đấy, là phải nhập chính xác phân công chuyên môn, là cái lớp này này, cái môn này thì giáo viên nào dạy bao nhiêu tiết, sáng và chiều thì như nào. Đó là bước 3 nhé. Bước thứ 3 mà hoàn thành rồi sang bước 4 rất là nhanh. Bước 4 là bước chúng ta sẽ chuẩn bị xếp, tức là cái bước là chúng ta sẽ xếp một số tiết quan trọng, xếp tiết sinh hoạt, ta xếp tiết chào cờ và một số cái công việc khác rất đơn giản. Sang bước thứ 5 là chúng ta bấm nút để xếp 100% thì không hiểu. Bước 5 là chỉ tiến hành trong một vài phút là xong. Như vậy là khi xong bước 5 là chúng ta đã hoàn thành thì không hiểu, chúng ta có thể mang ra in ra để cho giáo viên được rồi. Nhưng mà chúng ta phải sang bước 6, vì là bước thứ 5 là bước là dù cũng hoàn thành rồi nhưng mà thì không hiểu thì có thể nó không thật đẹp. Với một số người thì chúng ta sẽ phải sang bước 6 là bước quan sát tinh chỉnh dữ liệu, làm sao cho nó đẹp hơn, nó vừa lòng hơn với nhiều giáo viên khác. Đó, thì bước 6 mới là cái bước mà rất là quan trọng, mà tùy từng người, chúng ta càng thành thạo chúng ta càng tinh chỉnh được nhiều hơn, chúng ta càng có nhiều thời gian chúng ta càng tinh chỉnh được tốt hơn. Đấy. Sang đến bước thứ 7 là bước in ấn báo cáo, xuất dữ liệu ra thể ra các cái file dữ liệu khác nhau. Đây thì như vậy chúng ta, đây tôi mô tả các bạn là có 7 cái bước quan trọng nhất nhé, để làm việc có thể có biểu hộ. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt là làm từ bước 1 nhé. Ở bước 1 là khởi tạo dữ liệu, tôi sẽ quay lại, tôi sẽ làm từ bước 1 luôn ngay bây giờ nhé. Rồi, các bạn hiểu chúng ta đây nhé. Thế bây giờ phần mềm đây, thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn là các bước này. Bước 1 là cái bước mà chỉ khi làm khi mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta mua thì có biểu. Còn khi chúng ta đã tạo ra rồi thì không cần làm lại nữa. Thì cái lệnh mà tạo mới thực biểu là như này, chúng ta vào hệ thống đây. À đây là cái thống là lệnh của phần mềm đấy nhá. Nó được thiết kế theo mô hình là các cái ribbon như này. Đó. Thì cái bước 1 là ta vào lệnh hệ thống và lệnh tạo mới, đây là tạo mới đây nhá. Đó. Tạo mới đây nhá. Đó. Thì lệnh tạo mới thì chúng ta sẽ phải trải qua một cái giai đoạn là chúng ta thực hiện là gồm có 4 bước. Tôi mô tả như sau nhé. Đây là cái lệnh là tạo mới một cái tệp thể có biểu. Mỗi một tệp thể có biểu sẽ có cái đuôi là STKB và sẽ lưu hỗ trợ ở trên máy tính. Thì chúng ta sẽ chú ý nhé. Như vậy là chúng ta nhập cái mã trường của tên trường. Cái mã trường này hầu hết chính là cái tên file đấy. Ví dụ tôi trường của tôi là trường Lưu Quý Đôn chẳng hạn. Tôi biết là Lê Quý Đôn 2 chẳng hạn. Cấp 2 như thế nhé. Còn tên trường tôi viết thẳng ra, lấy ví dụ thôi, viết thẳng ra là ví dụ như là trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Thế bằng tiếng Việt bình thường nhé. Đó. Tỉnh thành phố, chúng ta lựa chọn tỉnh thành phố ở đây, ví dụ như này. Niên khóa chúng ta lựa chọn ở đây nhé, niên khóa có thể thay đổi như này. Đó. Học kỳ ở đây. Đấy.
cái tham số liên quan và quy định có thể thay đổi, cho nên là chúng ta cái file này chúng ta mới giữ lại, sang năm chúng ta chỉ việc đổi lại liên quan đổi đại học kỳ thôi nhé. Sang bước số 2 là chúng ta nhập chính xác cái tên tệp mặc định của nó là mã trường, phần mở rộng là STKB. Đây là cái thư mục chúng ta muốn lưu ra. Để bấm vào đây tôi chọn cái thư mục của nó nhé. Đây tôi chọn cái thư mục mà tôi muốn lưu ra. Đây. Tôi sẽ chọn ở cái thư mục này. Đây chúng ta làm, hôm nay tôi làm ở đây mà. Tôi sẽ làm ở trong cái thư mục là tập huấn TKB. Đây nhé. Đó. Phòng chữa hệ thống. Đây là bước số 2 trên 4 nhé. Bước số 3 đúng vào đây và chúng ta lựa chọn tiểu trường của chúng ta, tiểu học hay là trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc là học là hỗn hợp ở đây nhé. Rồi sang bước thứ 4 là chúng ta lựa chọn những cái môn học mà ta đỡ phải gõ lại, bấm luôn cả môn phụ đây, vậy có đủ tất cả các môn học nhé. Thì bạn chú ý là trong môn học này, sau này chúng ta có thể xóa được, vẫn hoàn toàn có thể xóa được thêm hoặc là thêm môn cũng được. Nhưng mà chú ý là cái môn đầu tiên của nó luôn là môn sinh hoạt nhé. Cái quan trọng môn sinh hoạt này bao giờ cũng là môn đầu tiên mà chúng ta không được xóa. Không được xóa cái môn này. Vì môn này là cái môn mà xác định là ai là chủ nhiệm. Cho nên là cái môn này là không được xóa. Mặc dù có thể là không xếp nhưng vẫn cứ để ở đây nhé. Cái môn sinh hoạt này. Nhắc lại là môn sinh hoạt là môn đầu tiên trong danh sách mà chúng ta không được xóa và không nên xóa. Bởi vì sao? Bởi vì là phần mềm sẽ coi cái môn này là cái môn mà xác định ai là người chủ nhiệm. Cái người mà dạy môn này ở lớp nào đó chính là người chủ nhiệm lớp. Cho nên là chúng ta không, ở đây chúng ta không, tạm thời chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy nhé. Kết thúc. Xong, phần mềm đã tạo ra và cái file tạo ra hiện ra trên màn hình ở đây nhé. Đó, thì đó là cái việc chúng ta khởi tạo ra rồi. Thì bây chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo của bước 1 là chúng ta nhập các thông số gốc của nhà trường. Thì vào đây chúng ta sẽ nhập thông số gốc bao gồm là gì? Là nhập lớp nhá, nhập lớp, nhập giáo viên, nhập môn học. Đó. Và sau đó chúng ta nhập thêm thông tin nữa là nhập nhóm giáo viên, tôi sẽ nói ngay bây giờ. Như vậy là bốn cái thao tác quan trọng nhất, bốn cái thông tin gốc quan trọng nhất cần phải nhập, mà nhập một lần thôi. Trừ khi sẽ làm chúng ta có thể thêm giáo viên hoặc là đuổi giáo viên đi hoặc là thêm bớt cho thêm vào ký đã thôi. Còn nói chung là dữ liệu này là gần như là chuẩn nhập một lần. Rồi chúng ta làm thử nhé. Đầu tiên nói về lớp này, tôi bấm vào đây. Thì đây là cái màn hình bắt đầu đây. Thì trên mình hiện ra sẽ hai cái danh sách lớp sáng và lớp chiều. Thì lớp học thì nó được, ta được quyền chọn là sáng hoặc là chiều hoặc cả ngày. Tôi nhớ lại một chút này. Lớp sáng là cái lớp đó chỉ học sáng mà không học chiều. Lớp chiều là lớp là chỉ học chiều không học sáng. Còn lớp học cả ngày là lớp học cả sáng cả chiều. Lớp học cả ngày sẽ hiện ra đây cả hai bên nhé, cả sáng cả chiều ở đây. Được chưa? Đó, ta chú ý nhé. Rồi chúng ta bây giờ thử nhé. Tôi sẽ ví dụ nhé. Chúng ta ở đây ví dụ là buổi sáng là khối 9. Được chưa? Là khối 9 và khối 6, buổi chiều là khối 7, khối 8 như vậy. Làm thử cho bạn xem nhé. Bị đơn bấm vào đây, người ta thử này, người ta bấm vào đây, mặc định sẽ là buổi sáng nhé. Ví dụ như là 9A, 9B, 9C. Ta có thể, tức là có thể nhập từng lớp một, nhưng mà từ lớp ngắn chúng ta có thể nhập nhiều lớp cùng một lúc trên một cái hàng ngang. Tôi biết là nhé, như vậy là 9A, 9B, 9C nhé. Bấm nút thêm thì nó sẽ thêm vào buổi sáng đây. Đó. Nha. Bây giờ tôi bấm nút là tôi là chọn tiếp là 6A, 6B, 6 nha, 6B, 6C, cũng là buổi sáng đi, Phần mềm sinh mệnh tự động mà hiểu là khối, đây tôi biết cô thương có thể tìm đây là hiểu, tôi bấm vào đây nha, con chuột được rồi, đây là khối 6, đấy, nhưng mà đây khối 6 này đây là buổi sáng nhé, phần mềm tự động gọi là buổi sáng này, bấm nút thêm. Đó. Như vậy là cái lớp 9A, 9B, 9C, 6A, 6B, 6C là lớp chỉ học sáng, không một chiều nghỉ nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang lớp buổi chiều là 8 đi.
8 A, 8 B, 8 C, đúng không? 8 D nhé. Tôi muốn thêm. Ôi, bấm nhầm rồi. À, tôi bấm một chiều, tôi xóa nó nhé. Thôi đó, tôi xóa, bấm vào đây là xóa này. Đấy, xóa này, xóa lớp. Rồi, mình làm lại nhé. 8 A, 8 B, 8 C. Tôi chọn buổi chiều ở đây. Buổi chiều nhé. Tức là máy hiểu ra là buổi chiều này. Đấy, thêm nhé. Thế như vậy là lớp 8 A, lớp C là chỉ học buổi chiều, không học sáng. Không học sáng, được chưa? Bây giờ tôi làm tiếp tục cho lớp 7 nhé. 7 A, 7 B, 7 C. Cũng như vậy là chỉ buổi học buổi chiều. Chiều. Thêm. Đấy, thì như vậy là học cả ngày thì nó sẽ ra cả hai bên. Nhưng mà phần mềm sẽ luôn hiểu là trong phần mềm có hai sách, sách sáng riêng và chiều riêng. Còn những lớp nào mà hiện cả hai bên ấy thì lớp đó là máy hiểu là lớp đó là học cả ngày sang cả chiều. Là phần mềm vẫn lưu trữ hai sách riêng, hai bảng không giảng dạy riêng biệt, sáng chiều riêng nhé. Rồi thì chúng ta sẽ đóng lại xong việc nhập lớp. Chúng ta có thể thêm một chút nữa về vị trí lớp. Nếu trường chúng ta mà có nhiều địa điểm ấy, thì đây để coi vị trí này. Thì phần mềm nó hỗ trợ là có 10 vị trí tất cả. Chúng ta có thể chọn là ví dụ là lớp 9A. Lớp 9A đây, chọn là vị trí 2 chẳng hạn. Thì như vậy A là địa điểm 2, bấm nút cập nhật rồi đây. Đó, như vậy A lớp 9A là vị trí 2. Lớp 9B là vị trí 1, thế như vậy. Thì đây cái này là áp dụng cho những trường nào có nhiều điểm trường khác nhau. Thì chú ý rằng là phần mềm sẽ có một cái tính năng rất quan trọng là khi phân công xây dựng tự động ấy thì có một cái ràng buộc là mỗi giáo viên chỉ dạy một địa điểm, chỉ một tức là giáo viên một buổi học dạy một địa điểm thôi, không cho phép là tiết một dạy địa điểm một, tiết hai là sang địa điểm hai thì máy nó không xếp như vậy, máy xếp làm cả buổi sáng dạy ở địa điểm một, cả buổi chiều dạy địa điểm hai nhé. Rồi chúng ta sẽ đóng lại này, sang tiếp theo là chúng ta xem lại môn học. Chúng ta bấm vào đây. Đây, thế đây là những cái môn học mà phần mềm tạo sẵn, chúng ta có thể thấy thừa ra xóa bớt đi, vì tôi xóa bớt, xóa cái lệnh môn âm nhạc này, âm nhạc xóa này. Đúng rồi, xóa nhé. Rồi là xóa cái môn là môn nghệ thuật, lấy ví dụ thế nhé, xóa. Xóa cái môn là môn nghề, xóa, lấy ví dụ thế. Để lại cái môn như là sinh hoạt này, văn, toán, lý, sinh hóa, tin, văn sử, địa lý, kỹ thuật, ngoại ngữ đi, kỹ thuật đây chỉ là môn công nghệ đúng không? Đấy, ví dụ thế, cho có thể sửa cũng là thành công nghệ cũng được, chưa được. Quan trọng nhé. Thì chúng ta chú ý là các bài học đây nó đều có cái tính chất chúng ta có thể đặt lại là môn tự nhiên học là môn kỹ thuật hoặc là môn xã hội. Đây, để chọn một trong hai cái này. Hoặc là môn chính hay là không là môn chính. Như là môn toán là môn chính. Đấy, môn văn học là môn chính. Tiếp theo, rất quan trọng nữa là chúng ta có một cái tham số rất quan trọng là số phòng học của môn. Đây, cái này là quan trọng lắm này. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái tham số để chỉ ra rằng là phần mềm sẽ chỉ xếp tự động, sẽ chỉ được phép xếp. Đây là ràng buộc cứng nhé. Đây là cái số tiết maximum tại một tiết mà môn học đó có thể xếp trong toàn trường. Thì thông thường số này nó để là maximum là 150 thôi, nhưng mà thực tế số này nó chỉ là cùng lắm là nó bằng cái số tổng số giáo viên ở trong nhà trường dạy môn đó. Ví dụ nhé, là môn văn. Văn ở trường mình là tất cả có 10 giáo viên văn. Thì ở đây nó có thể là 150, nhưng mà thực chất ý, phần mềm chỉ xếp là cùng lắm là có 10 giáo viên văn dạy trên lớp thôi. Nhưng mà tuy nhiên số này là số chúng ta có thể thay đổi đi. Lấy ví dụ là môn tin học. Ví dụ là tin học chúng ta là có 5 giáo viên, nhưng mà chỉ có 2 phòng một môn thôi, 2 phòng tin thôi. Thì chúng ta mặc định phần mềm có thể xếp là 5 tiết tin cùng một lúc. Thì như vậy là 5 tiết đó mà giả sử các ông thầy giáo đều muốn là vào phòng tin học thì sao vào nổi, thì chỉ có 2 phòng tin thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cái này là số 2 cho môn tin học. Thì để bảo đảm gì? Để bảo đảm rằng là tại một thời điểm là maximum chỉ có là 2 môn tin học trong cùng thời điểm trên nhà trường thôi. Thì như vậy là với cái ràng buộc này, đây là ràng buộc cứng nhé, thì mọi tiết tin đều có thể muốn là lên phòng tin học được. Đó là ta bấm nút cập nhật. Hoặc là một ví dụ khác nhé. Ví dụ là môn sinh. Như trường chúng ta năm nay là trường chúng ta là có 5 cô dạy sinh. Được chưa?
Nhưng mà năm nay trường chúng ta lại có 5 cô này, lại có 2 cô là ung yếu và 2 cô là bụng chửa chẳng hạn như vậy. Thì nếu mà chúng ta mà để nguyên như này thì có thể là phần mềm sẽ xét tự động là một lúc hôm nào đó, một buổi, một tiết nào đó là có cả 5 cô cùng dạy cùng một lúc. Thế thì chẳng may có một cô mà ốm thì không ai sẽ thay được. Thì chúng ta sẽ đặt ở đây là gì? Chúng ta đặt ở đây là 4 chẳng hạn. Thì khi đó thì như vậy là mặc dù chúng ta là có 5 cô giáo dạy sinh, nhưng mà cùng một lúc chỉ cùng lắm là 4 cô dạy thôi, luôn luôn có một cô là nghỉ, không dạy. Thế thì chúng ta nếu mà một ai đó bị ốm, chúng ta có thể thay thế được. Nhá, các bạn chú ý cái ý nghĩa của cái giá trị là số học môn của môn học nhá. Rồi, thì đó là cái thông tin về môn học. Bây giờ tôi sẽ quay sang tiếp theo, chúng ta sẽ phải nhập giáo viên. Thì chúng ta nhập vào 2 bước, bước 1 là nhập giáo viên, và bước 2 là nhập nhóm. Nhóm nhập rất quan trọng, tôi nhập giáo viên đi. Thì giáo viên là như sau, thì bước 1 chúng ta sẽ nhập. Chúng ta hoàn toàn có thể nhập không qua Excel được, nhưng mà thôi, tôi sẽ mô tả các bạn, ta nhập lần thôi mà. Chú ý là nhập một lần thôi, cho nên là không cần nhập cẩn thận từ bệnh nhạy được rồi. Thì mỗi giáo viên nó gồm có tên giáo viên và mã đây. Tên giáo viên là tên đầy đủ và có thể trùng nhau, nhưng mã thì là không được trùng nhau, mã là khác biệt nhau. Giờ chúng ta là có 2 bình, chúng ta sẽ đặt tên là bình 1, bình 2 là 2 mã của nó nhé, là bình văn, bình toán, được chưa? Để lấy ví dụ nhé, chúng ta gõ này, gõ cái tên là từng người một nhé, nhập từng người một, Nguyễn này, Văn này, Bình này, đấy. Thì phần mềm sẽ tự động cho là bình là mã, thì tôi đến tới đây là bình V đi, là bình Văn nhé, đó. Nhập đây là năm nữa, đây ngày sinh vào đây nhé, bấm nút thêm, tạo thêm được một người là bình V đi. Thì tôi viết tiếp là bình toán chẳng hạn, bình. Nhưng mà để tôi viết một tên thôi, thì máy hiểu một. Nhiều trường nhập đơn giản như này thôi, nhập tên thôi, nhập mã thôi là một thôi. Vậy là thêm nhé, đấy, như là Hà 1, ta thêm vào đây, nhập đây thôi, Hà 2, đó, Vân A, lấy đi, Vân B. Cái tiếp là tùy chúng ta nhé, tùy chúng ta dùng, tùy các bạn quen, các bạn làm nào. Cái nhớ cái chú ý là cái mã này, cái mã này là mã chúng ta dùng để chúng ta tư duy, chúng ta xếp thử biểu bằng cái mã này. Chứ ít ai mà dùng cái tên này để ta xếp, mà ta dùng cái mã này. Đấy, như là xếp cái ông bình V này vào đây, xếp cái ông bình T này vào chỗ này, chỗ kia là dùng mã nhé, dùng mã này để ta xếp. Đấy, cái mã này có ý nghĩa của nó là như vậy nhé. Lấy dụ tôi biết thêm một cái nữa, Quang Toán, Quang Sinh, thêm vào thôi nhé. Đó, thì đó là cái việc chúng ta nhập cái giáo viên. Thì chúng ta sau này chúng ta có thể bổ sung thêm là cái email của nó, email đây. Email này là, sau này chúng ta dùng email này để làm gì? Để chúng ta sẽ gửi email cho từng giáo viên một cái thời điểm của chúng mình, của từng giáo viên một. Nhập xong rồi chúng ta sẽ đóng lại. Quá chú ý là chỉ nhập một lần thôi, chứ chịu khó nhập một chút nhé, đóng lại. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang nhập cái gì? Nhập cái gọi là cái nhóm giáo viên. Cái này là quan, theo tôi là quan trọng đây. Đúng vào đây. Đấy. Thì ở đây là bên trái là nhóm giáo viên đây. Chúng ta sẽ nhập cái nhóm, như là nhóm chuyên môn đấy, như là tổ văn, tổ toán, tổ lý, hay nhóm tự nhiên, nhóm xã hội. Đấy. Và đây là thành viên của nhóm giáo viên ở đây. Còn bên này là mô tả là nhóm ấy là dạy như môn nào, rất quan trọng đấy. Chúng ta sẽ hiểu, ngay bây giờ, rất quan trọng như này nhé. Đây là nhóm toán thì sẽ dạy môn toán và môn sinh hoạt. Nhóm lý dạy môn lý và môn và môn sinh hoạt. Nhóm văn dạy môn văn, môn sử và môn sinh hoạt. Môn sử và môn phẩm tích ở đây nhé. Rồi ta thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhập các cái nhóm mà ta nhập tên cái nhóm trước đi. Sau chúng ta sẽ xử lý xong. Tôi nhập là nhóm toán nhé. Nhóm toán. Enter luôn. Nhóm văn. Nhóm lý. Nhóm hóa. Ví dụ như vậy nhé. Đó. Thế bây giờ ta thành tập là ta sẽ lập tiếp theo là lập các thành viên của nhóm. Thì ta bấm vào môn toán, nhóm toán. Bấm vào đây. Và chúng ta sẽ chuyển mọi người từ bên này sang bên này. Nghĩa là bình toán cũng vào đây. Bình toán, Hà 1 là toán. Đó. Như vậy là nhóm toán có 2 người. Đây ta nhập đây là dạy môn toán, dạy môn sinh hoạt. Dạy sinh hoạt là gì? Tức là cái nhóm toán này có thể là chủ nhiệm lớp.
Ý nghĩa của cái này là gì? Là lát nữa chúng ta sẽ nhập cái phân công chuyên môn ấy, thì nhập cho từng nhóm một, nó chỉ hiện ra hai môn thôi, đỡ phải việc cái bảng nhập chuyên môn nó rất là lớn, mà hiện tại tất cả các môn thì nó dài lắm. Làm này thì khi mà ta nhập chuyên môn của môn toán ấy, thì nó chỉ hiện ra cái môn toán đầu vào môn sinh hoạt thôi, nó đỡ hơn mình, nó bé lại và ta nhập dễ hơn, được chưa? Rồi tiếp theo là môn văn này. Môn văn gồm có là Hà 2 này, có là Vân A này, đó, hai người, hay là môn Quang S gì nữa. Môn nhóm văn là có 3 người dạy môn văn và môn sinh hoạt, được chưa? Cập nhật toán trên này. Ồ, toán trên làm và toán làm lại nhé. Toán này Hà 1 này. Chúng ta quên cập nhật nhá. Đấy, nắm được. Rồi, môn lý nhá. Môn lý cũng có Bình này, Hà 1 này. Một giáo viên có thể nằm trong nhiều nhóm, bạn chú ý nhá. Rồi, ta chọn môn lý và môn sinh hoạt. Đây là môn lý mà, đúng là cập nhật nhá. Rồi, môn hóa. Môn hóa là Quang Vân B, được chưa? Và Bình. Môn hóa và môn sinh hoạt, kích chuột và cập nhật. Đó, ta kiểm tra lại này. Toán này, đủ rồi nhá. Đây là Bình nhà này, cập nhật đây này. Văn này, đủ rồi nhá. Đấy. Lý này, đủ rồi. Hóa, đủ rồi. Xong. Ra một nút đóng. Đấy, như vậy là nhập xong cái gọi là cái cho giáo viên. Thì đến đây là tới đây là xong cái phần gọi là cái phần dữ liệu gốc bước 1. Tôi thêm một chút nữa về cái tính môn học này. Khi mà trường học này, khi mà chúng ta chuyển sang năm ấy, chúng ta vẫn giữ file này và chúng ta mở lại này ra, này thì chúng ta sẽ thay đổi được gì? Thay đổi được niên khóa, đó. Thay đổi được học kỳ, nhé. Vâng. Thì chúng ta đây là cái lệnh là trường học là lệnh mà chúng ta có thể thay đổi các thông tin chung của trường học cho cái file đó. Như vậy là một cái file đó chúng ta có thể dùng cho nhiều, dùng cho mãi được, chứ không phải dừng lại. Không phải mỗi năm mà tạo một lần. Rồi, như vậy là xong bước 1 nhé. Chúng ta sang bước 2 là nhập thuộc tính môn học vào giảng buộc giáo viên. Rồi, chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây. Thì chúng ta có hai lệnh, vẫn là từ dữ liệu nhé. Đây là hệ thống này, dữ liệu này. Có hai lệnh là lệnh tính chất môn học, đây này, tính chất môn này. Đó. Và lệnh là nhập yêu cầu nhóm giáo viên, yêu cầu giáo viên, hai lệnh này nhé. Đó. Thì ba lệnh này là ba cái lệnh là gì? Là ba cái lệnh là ở bước số 2 là nhập thuộc tính sư phạm môn học và các cái ràng buộc của giáo viên và nhóm giáo viên. Mà chúng ta vào chất sư phạm môn học nhé. Thì ở đây chúng ta gặp như sau. Phần mềm sẽ cho phép chúng ta đầu tiên là lựa chọn các cái thuộc tính của môn học trước. Thì phần mềm cho phép chúng ta lựa chọn là 17 cái thuộc tính ở đây nhé. Đó. Thì chúng ta, cách chúng ta làm là chúng ta chọn thuộc tính, sau đó là chọn cái môn học, sau đó là chọn cái phạm vi áp dụng trong nhà trường. Thì thực ra ở đây có rất nhiều, nhưng mà thực chất ra chỉ dùng vài cái thôi. Dùng có số 1, số 3 là chính thôi. Còn số 4, 5, 6, 7 cũng dùng, nhưng là dùng cho môn thể dục thôi. Ví dụ nhé. Một là có một công thức xuất liền. Đây là thuộc tính hay dùng nhất để cho môn toán và môn văn. Số 2 là ít dùng. Số 3 là chỉ học một tiết trong một buổi học đấy. Thì cái số 3 này là chỉ dùng hay dùng cho tất cả các môn học còn lại, trừ môn toán và môn văn. Còn không học tiết 5 là dành cho cái môn thể dục vào giữa mùa hè. Không học tiết 4, 5 dành cho môn thể dục vào giữa mùa hè mà nóng bỏng. Không học tiết 1 dành cho môn thể dục mà ở cái lúc mà rét quá, không học tiết 1. Hay là không học tiết 1, 2 cũng vậy. Thì như vậy là cũng mấy cái này thì dùng thôi, còn chỗ khác thì chúng ta có thể bỏ qua. Để tôi mô tả cho các bạn một cách chúng ta làm nhé. Để tôi bấm vào đây. Cái làm là bước 1 là nháy chuột chọn vào thuộc tính môn học. Bấm vào đây. Bước 2 là chọn môn học. Đây. Và bước 3 là chọn, bấm vào đây để chọn để nó gắn, để cho phép nó gắn vào các cái lớp học cụ thể hoặc là các cái nhóm. Bấm vào đây và chúng ta sẽ lựa chọn như là toàn trường hay là từ lớp 1, tùy chúng ta lựa chọn nhé. Đó, thì đây là lựa chọn toàn trường. Đấy, toàn trường xong chưa? Đó, thì là xong một cái môn học. Lớp môn học thứ 2 chọn là môn văn, vẫn là cái thủ tính này nhé. À, môn văn đây.
Rồi, bấm vào đây và lựa chọn là toàn trường. Kết thúc. Như vậy là chúng ta đã gắn xong được thuộc tính đầu tiên, là thuộc tính là có một cặp tiết xếp liền cho môn toán và môn văn. Thì chúng ta có thể ghi lại và chúng ta phát ra. Nhé. À vào đây. Khoa cứ ngồi chuyện với anh nhé. Được chưa? Đây có mang tiếng riêng ra nhé. Không rồi. Bây chúng ta sẽ làm thử tiếp đi nhá. Bây chúng ta làm thử là cái nhóm bệnh này, là nhóm thứ nhất thứ ba này là chỉ học tiếp một ngày, tôi sẽ chọn cho vào môn khác nhé. Ông vào đây. Đó, chọn môn vật lý. Nhanh nhận bổ sung này, toàn trường. Kết thúc. Sinh bổ sung, toàn trường. Kết thúc. Hóa bổ sung, toàn trường. Kết thúc. Đó, cứ làm như vậy đấy nhé. Thì cách gắn này rất là nhanh. Rồi, kết thúc. Có thể bấm nút ghi lại, yên tâm. Kết thúc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là nhập thông tin của nhóm và của từng giáo viên. Thì đối với nhóm chúng ta làm trước. Với nhóm ấy, thì các bạn này, các bạn đấy có rất nhiều thông tin, nhưng mà thôi các bạn nên bỏ qua hết đi. Các bạn nên chỉ làm như sau. Chúng ta nhập từ nhóm một đây. Nhóm toán, nhóm văn, nhóm lý đây nhé. Thì hầu hết chúng ta chỉ chọn đây là ở đây này. Là chọn cái yêu cầu về họp nhóm thôi, mô tả các bạn. Thì có thể bấm lên là buổi sáng, buổi chiều nhé. Ví dụ là môn toán, nhóm toán là sẽ họp vào tiết 1 thứ 6 buổi sáng. Đấy, chọn buổi sáng nhé. Đây, chúng ta bấm chuột phải và chọn là họp. Chú ý rằng là đây, họp nhé. Họp là cái ràng buộc, họp là cái ràng buộc cứng. Khi mà đã họp rồi không xếp tích khác nào khác nữa. Đây là buổi sáng nhé. Bây giờ chọn môn văn buổi chiều. Văn buổi chiều sẽ là họp vào tiết 3 ngày, cái lúc vào và chọn là họp. Đó. Được chưa? Một kết thúc. Như vậy đối với nhóm giáo viên thì chỉ là nhập thông tin về họp thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhập tiếp sang cái phần của từng giáo viên. Thì tôi nói luôn là đây này, thì nó sẽ cụ thể hơn nhé. Của từng giáo viên chúng pha rồi đấy, coi nhé, chúng pha chè rồi đấy. Cho bạn uống chúng pha chè rồi nhé. Thì đây nó có rất nhiều cái thông số, nhưng mà là ở đây tất cả thông số này mà tôi đã đặt mặc định là chuẩn rồi, chúng ta không nên thay đổi nữa. Và đối với từng giáo viên một thì chúng ta chỉ đặt thêm những thông số phụ thôi. Ví dụ như này nhé. Ví dụ là ông Nguyễn Văn Bình này, ông yêu cầu là buổi sáng chỉ dạy từ tiết 2 đến tiết 4 thôi, ví dụ thế nhé. Tiết 4, chỉ vì ông này ông muốn là tiết 1 đi ông đưa con đi học và tiết 5 về đón con, ví dụ như vậy nhé. Hoặc là với ông Bình T này, ông sẽ yêu cầu gì? Ông cầu là xin phép nghỉ thứ 6, ông sẽ yêu cầu là dạy chỉ dạy thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 7 và thứ 6 xin phép nghỉ. Đấy, ví dụ như vậy. Hoặc yêu cầu thêm, ví dụ như là ông Hà một là yêu cầu là trong một tuần được nghỉ 2 ngày nhé. Cái chỗ này được nghỉ 1-2 ngày, tức là cái đây là nghỉ 2 ngày, là nghỉ cả sáng cả chiều đấy, sáng cả chiều. Còn ông Hà hai này là yêu cầu là buổi sáng, đây buổi sáng nghỉ 2 buổi và buổi chiều nghỉ 2 buổi. Thì như vậy là vẫn là 2 buổi nhưng mà cũng có thể khác nhau, như là buổi sáng phần mềm sẽ xếp buổi sáng nghỉ thứ 2, thứ 4 và buổi chiều nghỉ thứ 5, thứ 6. Đấy, thì đó là những thông tin mà ràng buộc của giáo viên một. Ở đây chúng ta chú ý có thể thêm như sau này, chúng ta có thể thêm là tích đúc, chọn là nghỉ hay là hạn chế. Đây nhé, hoặc là nghỉ thì tôi đã thêm một chút về cái ràng buộc này nhá. Ràng buộc có ràng buộc là hạn chế này, nghỉ và họp và bận. Thì trong những ràng buộc này thì ràng buộc họp là ràng buộc cứng, là luôn là như vậy, không bao giờ thay đổi được. Nhưng mà ràng buộc là hạn chế, nghỉ và họp và bận là những ràng buộc không, là tôi gọi là ràng buộc mềm. Mềm là như thế nào? Mềm tức là gì? Tức là khi mà xếp đại trà thì phần mềm sẽ không xếp, nhưng mà đến lúc mà cay cấn ý, phần mềm cũng có thể xếp đè lên và phá vỡ những ràng buộc này.
cái đó nó gọi là cơ sở bụng mềm, không phải là cứng. Chúng ta cũng có thể xếp tay đè lên các cái hạn chế hay là nghỉ của giáo viên nhé. Rồi có thêm một chút nữa là chân, chúng ta có thể bấm nút sang nút dòng buộc khác. Thì ở đây nó có thêm một cái dòng buộc là gì, là đây như đây là một ngày chỉ dạy một địa điểm hoặc là chỉ dạy một địa điểm trong một buổi. Hai dòng buộc đây, đây là hai dòng buộc cứng. Chúng ta bấm vào đây, chọn vào đây và chúng ta bấm đây áp dụng cho toàn trường, bấm vào đây đó. Thì đây dòng buộc này là dòng buộc cứng, dòng buộc cứng được chưa đó. À, trên đó là cái em tôi vừa mới trình bày xong các bạn cái kết thúc nhé, là cái bước số mấy, là cái bước số 2. Bước số 2 cũng hầu như chỉ là một lần. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước số 3. Bước này là bước rất quan trọng luôn, rất rất quan trọng nhé, là nhập vào khung chuyên môn. Thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ vào dữ liệu và nhập khung chuyên môn. Chúng ta chú ý nhập vào ở cái bảng này nhé. Đây là cái bảng phân công chuyên môn, chúng ta sẽ nhập riêng biệt cho sáng riêng và chiều riêng. Sáng riêng, chiều riêng nhé. Đó, ở đây nhé. Các bạn thấy nhé, mục định thì ra đây là toàn bộ nhà trường, rất đông giáo viên này. Có thể ở đây là mẫu thôi, còn thực tế có hàng trăm giáo viên ở đây này, ở bên trái nhé. Có đây dài như này, dài như này. Thế nào, đấy, rất là dài. Đó. Thế việc chúng ta nhập như nào thì theo tôi chúng ta sẽ nhập theo từng nhóm giáo viên một như sau. Chúng ta nhấn nút vào đây, nhấn nút nhé, và chúng ta chọn là lệnh này, nhóm giáo viên, và chúng ta nhập theo từng nhóm một, nhập nhóm toán đấy nhé, bấm nhóm toán, kết thúc, và mới hiện ra là hai cái môn văn và toán thôi nhé. Đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi, bây chúng ta làm như sau này. Bình, giả sử bình T là chủ nhiệm lớp 6A, chúng ta bấm chuột phải vào đây và bấm nút chọn lớp, bấm chuột phải nhé, chọn lớp vào đây. Hiện ra đây và chọn lớp 6A. Như vậy là Bình tên là chủ nhiệm 6A, Hà 1 chủ nhiệm lớp 6A, chủ nhiệm lớp 9A. Bấm chuột phải vào đây, chọn lớp, chọn lớp 9A. Được chưa? Nha. Thì ở đây các bạn thấy ở đây là con số 1, đây là chức này là cái tên nó là số tiết chuẩn của cái môn học này. Thì ở đây là khi 6A đây là mà chúng ta hiểu là lớp 6A này là dạy một tiết sang năm nay nhé. Giả sử Bình này, Bình được mô tả dạy lớp 6A, 6B, 6C, 3 lớp liền nhé. Đó. Còn Hà lớp 9 đây, Hà sẽ dạy lớp 9A, 9B. Thấy không nào? Thì ở đây nhé, là ở đây mặc định khối toán là mặc định là 5 tiết nhé. Thì như vậy ở đây 6A, B, C đều là 5 tiết cả. Nhưng giả sử nhé, giả sử là 6A, thực tế 6A chỉ là 4 tiết thôi thì làm như nào? Thì được. Cho là như sau, chúng ta nháy đúp vào đây. Đấy, hệ con trỏ mà chúng ta di chuyển và chúng ta sẽ gõ như sau. Chúng ta đưa vào 6A mà chúng ta gõ, chúng ta sẽ mở ngoặc mà chúng ta gõ 4. Đóng ngoặc. Đó, Enter. Đấy, thì như vậy máy tính hiểu là gì? Là ở đây là 6B là chuẩn là 5 tiết, 6C là 5 tiết, nhưng 6A thì là 4 thôi. Được chưa? Dụ bên này nhé, 9A, 9B. Thì mặc định ở đây là khi viết này thì máy tính hiểu là gì? Là 9A là phân công 9A là Hà 1 dạy và là 4 tiết chuẩn. Nhưng giả sử lớp chúng ta ở đây là 9A là lớp chuyên toán, và như vậy là 9A là phải 5 tiết cơ. Làm như nào? Chúng ta nhấn nút vào đây, nháy nút vào đây, và chúng ta sẽ di chuyển sang đây và chúng ta gõ 9A, mở ngoặc đơn, gõ số 5, đóng ngoặc, Enter. Đây, thì như vậy 9A bây giờ trở thành gì là 5 tiết. Các bạn đã hiểu chưa? Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta nhập, phải nhập rất cẩn thận, không được phép sai. Đấy, thì chúng ta khi mà nhập xong thì chúng ta nên kiểm tra, chúng ta bấm vào đây này. Chúng ta sẽ kiểm tra được là cái lớp nào, nó phân công như nào mà tổng chúng ta ở đây. Tuy nhiên đây chúng ta biết ngay là công đúng hay là sai. Đó. Thì lần năm nay là khối 9 là tổng trong một tuần lễ 27 tiết cơ. Thì như vậy là 6 là thiếu, 4 là thiếu. Chúng ta sẽ biết ngay nhé. Đó. Thì đó là cái công việc số 3. Khi mà công việc số 3 là công việc mà phức tạp nhất chúng ta phải làm, vì khi mà chúng ta và cái bước 3 chúng ta làm sai thì khi sang bước 4, 5 mà chúng ta sẽ 100% rồi mà biết là sai, chúng ta phải làm lại hết, xóa hết đi, làm lại từ đầu. Cho nên cái bước 3 là bước quan trọng,
bước 3 mà làm chuẩn ấy, thì sang bước 4, 5 là sẽ rất là nhanh. Rồi, thì tôi sẽ chuyển sang bước số 4 nha. Bước số 4 là sau khi bước số 3 là xong hết rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang bước 4 là bước là chuẩn bị xếp theo biểu. Bước này là bước rất quan trọng, mặc dù nó rất đơn giản, nó rất quan trọng là chuẩn bị cho cái việc là xếp 100%, chuẩn bị cho bước số 5. Bước số 5 này chỉ xếp dùng một lệnh thôi, là bấm một nút thôi là xong trong một vài phút. Nhưng bước số 4 này phải làm cẩn thận, chi ly từng tí, từng tí một. Rồi thì bây giờ để sang bước 4 thì tôi sẽ phải tìm một ví dụ khác mà đã nhập xong cái bản công rồi, thì tôi sẽ phải đóng lại cái này nhá. Tôi rồi đóng tiệm này, tôi sẽ mở tiệm khác ra. Đây, tôi mở kiểu khác ra, thì tôi mở trường rất nhiều ví dụ đây rồi nhé. Tôi mở cái trường này ra nhé. Đã, tôi kiểm tra này, kiểm tra cái trường này là có những lớp nào nè. Đây nhé, đây này. Đây, lớp 6, 9 này, thì tôi sẽ nhập lớp sáng trước nhé. Kiểm tra này. Đây, toàn trường mình đây. Cái bảng rộng này cơ mà. Nó rất là dễ sai, đông này các bạn nhé. Thế thì bây giờ muốn kiểm tra xem nó nhập chuẩn xác chưa, chúng ta vào đây kiểm tra được ngay đấy nhá. Đây này, khối 6 này 24 tiết, thấy không nào? 24 tiết, khối 6 24 tiết là chuẩn rồi. Khối 7 là 25 tiết, khối 8 là 29 tiết, được chưa? 29 tiết, khối 9 là 26 tiết, thấy không nào? Được chưa? Đấy, như vậy là gì? Ta chú ý nhá. Mình ta thấy nhá, để chúng ta chú ý nhá. Thì cái bước này, cái bước số 4 này thì là làm cái gì? Cái bước số 4 này là như này nhá. Cái bước số 4 là đây, tôi chọn xem cái bước số 4 nhá. Bước số 2 này, bước số 3 này, bước số 4 ở đây nhá. Bước số 4 là bước gì? Là bước mà chúng ta sẽ phải xếp tiết chào cờ trước tiên này, xếp tiết không học này, sau là xếp tiết sinh hoạt này, và xếp tiết chủ nhiệm. Đó là những cái bước 4 là bước như vậy nhé. Thì đầu tiên chúng ta bước xếp tiết chào cờ và tiết không học, thì chúng ta chú ý nhé. Đây, bây giờ chúng ta đóng lại này. Bước 4 tất cả đều nằm ở lệnh này hết, nằm ở lệnh là lệnh chính và vào lệnh là xếp trước môn học. Cái này này, đúng vào đây nhé. Đấy, trên đây nó có 4 cái lệnh, là một là xếp chào cờ, xếp không học, xếp môn sinh hoạt và xếp trước chủ nhiệm. Đúng lúc 4 có 4 lệnh ở đây đấy nhé. Thì bây giờ tôi mô tả chào cờ trước này. Chúng ta bấm vào nút chào cờ và chúng ta lựa chọn chào cờ là gì? Chào cờ, chú ý, chào cờ không phải là một tiết học bình thường nhé, không phải là một môn học theo quan niệm của phần mềm. Chào cờ là một cái tiết đặc biệt, một tiết đặc biệt không phải là một môn học, là tiết mà toàn trường nghỉ, toàn trường ra sân để chào cờ. Đó, thì nó trên màn hình của học sinh của lớp hiện chữ chào cờ, nhưng mà trên màn hình của giáo viên thì không hiện gì cả. Thì đó là tiết chào cờ, tiết đặc biệt nhé. Chú ý là chào cờ không phải là môn học, cho nên chúng ta chú ý là không được tạo ra cái môn học là môn chào cờ. Môn học là một tiết đặc biệt, phần mềm sẽ coi như vậy. Rồi chúng ta quay lại đây nhé. Chúng ta chọn là chào cờ vào thứ hai đầu tuần, bấm vào đây. Đó, bấm nút thực hiện. Lập tức là toàn trường là chào cờ luôn. Được chưa? Đóng lại này. Đóng lại nhé. Bây giờ chúng ta có thể xem qua một chút. Thì ở lệnh xem thì phần mềm nó có chuyện vào lệnh không nhìn. Đây này, có lệnh là có cái màn hình main loop này, chào cờ thấy chưa? Hay là màn hình, đóng lại màn hình show on và khung nhìn. Show on là để xem toàn trường theo lớp. Đây, lớp buổi sáng đây, thứ 2 đến thứ 6 đây nhé, thứ 7 đây. Thì có thể tất cả chào cờ ra đây này. Chào cờ đây là gì? Chào cờ đây chính là gì? Là cái tiết đặc biệt. Yeah. Thì đó là cái bước 1 của cái bước thứ 4. Tiếp theo là chúng ta chưa tiết không học. Tiết không học là cái gì? Tiết không học là cái tiết mà ghi trên tiết công biểu là không học. Là tiết mà khi tiết không học vào rồi thì không thể xếp tiết khác được nữa. Tiết không học để làm gì? Để mà tạo khuôn cho các lớp học. Vì tôi sẽ mô tả thế nào là tạo khuôn nhé. Rồi, đây bây giờ tôi cho bạn xem. Vì chúng ta xem lại một chút, tôi vào lại cái lệnh là nhập khung giảng dạy nhé.
Rồi, chúng ta xem lại cái nhập đây. Thế không nào? Như vậy là ta chú ý này. Khối 6, toàn bộ khối 6 đúng không ạ? Khối 6 là 24 tiết đúng không ạ? 24 tiết thôi. Cộng 1 trào cờ là bao nhiêu? Là 25 tiết. Đúng không nào? Mà một tuần ấy, một tuần chỉ có là gì? Một tuần là có 30 tiết. Vậy suy ra là khối 6 này là sẽ có gì? Là sẽ có là 30 trừ 25 là có 5 tiết trống. 5 tiết trống. Nếu chúng ta mà để nguyên ấy thì phần mềm nó sẽ xếp tự động và nó lỗ chỗ trống ở cả các lớp. Mà chúng ta không muốn như vậy. Chúng ta sẽ muốn là toàn khối 6 sẽ được ra về cùng một lúc tại tiết tiết 5 của ngày thứ 2, thứ 3, thứ 6 chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải xếp tiết không hỏng vào đó. Như vậy là khối 6 sẽ là thừa gì? Khối 6 sẽ là thừa 5 là thừa 5 tiết. Khối 7. Nhớ thì sao khối 7 này? Khối 7 ở đây là 25 cộng 1 là 26, khối 7 sẽ là thừa 4 tiết trống. Khối 8. Khối 8 là 29 tiết cộng 1 là 30, khối 8 là vừa vặn soạn trong một tuần lễ. Khối 9 là 26 tiết cộng 1 là 27, khối 9 là thừa 3. Như vậy là gì? Như vậy là khối 6 là thừa 5 tiết, khối 7 là thừa 4 và khối 9 là thừa 3. Chúng ta sẽ phải xác định tiết không học đó cho các khối lớp đó. Để chúng ta vào đây. Đây chính là một trong những chuyện quan trọng của cái bước số 4 này. Chuẩn bị nó rất quan trọng. Chúng ta vào đây nhá. Chúng ta vào lệnh chính và lệnh trước khi muốn học ở đây. Và chúng ta chọn là không học. Đây, không học. Thì tôi nói rồi là trường chúng ta là gì? Là khối 6 là thừa 5 tiết đúng không ạ? Khối 6 thừa 5 tiết tôi vừa ghi ở đây rồi. Khối 6 là thừa 5 tiết. Thừa 5 tiết thì tự như sau. Tôi chọn khối lớp ở đây và chọn khối 6. Khối 6 thừa 5 tiết. À, sự tôi muốn khối 6 là về ngày thứ 5, về tiết 5 1 2 3 3 4 5. Đó. Mà khối 6 là về 5 tiết này là vừa vặn. Nhưng mà là toàn khối 6 cho về cùng một lúc, nhưng mà không bị hiện tượng là lỗ chỗ học sinh nghỉ ở trong nhà trường. Tôi nút thực hiện. Xong, toàn khối 6 đã được làm xong nhé. Thế là khối 7. Khối 7 là thừa 4 tiết. Tôi chọn khối 7. Khối 7. Thật sự tôi muốn khối 7 là sẽ về và là thứ 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, khối 7 sẽ về là 4 buổi như thế này. 4 nút thực hiện. Xong, khối 7. Bây giờ chúng ta sang khối 8. À, khối 8 là vừa vặn hết rồi. Khối 9. Khối 9 là thừa 3 tiết. Sự tôi muốn khối 9 sẽ về vào thứ 3, 4, 5, 9 này nhé. Cũng thực hiện. Xong khối 9. Đó. Nhưng mà chúng ta đã vừa làm xong cái bước là gì? Là tạo ra các cái tiết không học nhé. Để tạo khuôn cho toàn trường. Nên chúng ta vào không nhìn ta kiểm tra tạo khuôn đây. Cũng nên xem đây. Toàn bộ khối 6 nhé. Khối 6 là về thứ là ra về sẽ tự động nghỉ là tức là không học là thứ 2, 3, 4, 5. Được chưa? 3, 4, 5. Còn khối 7, khối 7 là về sẽ về vào thứ 5. Thứ 5 của thứ 4, 5 và thứ 6, thứ 7. Còn khối 8 là không nghỉ. Khối 9. Khối 9 đây nhé. Khối 9 là sẽ nghỉ, sẽ về ra về vào thứ 5 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5. Được chưa? Đây, cái lệnh học này là tạo ra cái tạo khuôn của lớp học. Rất quan trọng luôn. Cái chỗ mà ta tạo khuôn lớp học là rất quan trọng. Vì chúng ta tạo khuôn mà thừa ra thì máy sẽ phần mềm sẽ không đủ chỗ để mà xếp. Nên chúng ta mà tạo khuôn mà thiếu ấy, phần mềm sẽ lỗ chỗ trống ở giữa nha, là chú ý. Bây chúng ta sẽ chuyển sang xếp tiết chào cờ và tiết sự chủ nhiệm như sau, rất đơn giản. Chúng ta thoát ra và chúng ta vào cái lệnh chính và lệnh xếp môn học ấy nhé. Xếp môn học sinh hoạt đây, chúng ta chọn là chúng ta là thứ hai, tức là ngày thứ hai là chào cờ tất cả vào đây, toàn trường sinh hoạt vào chỗ này. Nó thực hiện xong được chưa? Chúng ta đóng lại đây. Đó, xin vào đây, toàn trường đấy nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sang phần thứ tư là sinh tiết chủ nhiệm là cái gì? Vì phần mềm sẽ hiểu sinh hoạt là chủ nhiệm mà, cho nên là tiết chủ nhiệm là phần mềm sẽ tự động xếp thêm một tiết nữa vào buổi có tiết sinh hoạt. Cái này là điểm gì? Cái này là để đề phòng là giáo viên dạy tiết sinh hoạt xong
dạy thêm một chút nữa thì mới về, chứ không là về ngay thì phí cái buổi, phí cái buổi sinh hoạt đó quá nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ thiện lệnh đó rất đơn giản như sau. Chúng ta tham gia, chúng ta vào cái lệnh sức môn học ở đây và chúng ta chọn cái lệnh là sức nhân viên chủ nhiệm đó ở đây nhé, mà chọn là một tiết cần phải xếp đúng thực hiện. Các em sẽ tự động xếp ngay, sẽ tự động xếp vào đâu đó cạnh cái tiết sinh hoạt. Đấy, tới đây là chúng ta làm xong cái thao tác số 4, bước số 4. Chúng ta sang bước 5 là xếp 100%. Bên này chúng ta bước 3 là nhập phương chuyên môn chuẩn rồi. Bước 4 là chuẩn rồi, bước 5 làm rất nhanh, làm thử nhá. Chúng ta vào đây và chúng ta vào cái lệnh, vào lệnh chính. Và chúng ta đây, này này. Đây là xếp 100% bên này nhá. Đúng vào đây. Thì bạn chú ý nhé, lệnh này này, ở đây chúng ta có thể rất quan trọng là chúng ta phải chọn từng buổi một này và kích vào đây này, kiểm tra và khóa cái sinh hoạt lại. Thì phần mềm sẽ xếp tự động hoặc sẽ không động một cái sinh hoạt nhé, sinh hoạt là bị khóa lại. Còn cái nút thứ hai này là giữ nguyên trạng thái hiện thời, tức là phần mềm sẽ khóa luôn cả tất cả các tiết khác ở đây nhé. Thì đây tôi nói thêm một chút ngoặc này, nếu mà bạn nào mà xếp theo biểu thì bạn đó xếp cho mình trước đi. Thì theo biểu của mình là xếp trước là đẹp rồi, thì sẽ bấm này là sẽ khóa theo biểu của mình lại, không ảnh hưởng nữa. Đấy, thì như vậy là chúng ta khóa tiết sinh hoạt và khóa tiết của mình lại đã. Rồi, thì ở đây chúng ta có thể bấm nút bắt đầu ở đây và đợi nó khi kết thúc đây là xong. Phần mềm này nó xếp rất nhanh, nhưng mà tôi nó qua một chút về các bước đây. Phần mềm sẽ thực hiện cái lệnh xếp 100% này là qua là 5 bước. Bước 1 là phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện vật lý, điều kiện logic xem có thể xếp được 100% hay không. Nếu mà không được máy sẽ báo lỗi và chúng ta sẽ phải kiểm tra lại. Nếu bước 1 mà qua rồi, phần mềm sẽ bước sang bước 2 là xếp đại trà. Xếp đại trà này nó sẽ được khoảng 90-98%, và lệnh cái xếp đại trà này là nó là thỏa mãn tất cả các điều kiện của môn học và giáo viên. Thì nếu bước 2 mà xong thì sẽ được ok. Còn nếu bước 2 mà không xong thì sang bước 3. Bước 3 là phần mềm sẽ hoàn thiện tiếp và hủy đi, phá bỏ đi toàn bộ giảng mục giáo viên, được phép là xếp đè lên các giảng mục giáo viên. Nhưng xong rồi thì tốt, thì xong. Còn nếu bước này mà chưa xong thì sang bước 4 là kết thúc xếp, là phần mềm sẽ phá vỡ toàn bộ giảng mục của giáo viên và môn học đi, xếp cho nó xong. Bước 4 là xếp xong. Sau đấy bước 5 là tối ưu hóa lại một chút cho nó đẹp hơn một chút nữa. Như vậy là trải qua 5 bước, làm thử nhé. Bắt đầu này. Đấy, phần mềm bắt đầu xếp. Có thể nó kéo dài một vài giây cho đến một vài phút, tùy từ trường một, tùy cái sự phức tạp. Đặc biệt là tùy các điều kiện ràng buộc của giáo viên mà chúng ta đưa ra. Chúng ta càng đưa ra nhiều ràng buộc giáo viên thì cái lệnh này nó càng lâu. Chúng ta đưa ra ít ràng buộc giáo viên thì cái lệnh này rất là nhanh. Tùy chúng ta lựa chọn nhé. Đấy, thì hiện nay vẫn đang xếp đại trà đấy. Mọi người chơi hiện đảm bảo là xếp đại trà nó hơi chậm một chút, là vì do là cái trường này là có khá nhiều cái ràng buộc của giáo viên và rất là chặt chẽ. Cái lệnh này là nó như này. Nếu chúng ta giáo viên mà dạy rất nhiều lớp ấy thì nó rất là khó xếp và nó làm rất là chậm. Còn giáo viên chúng ta thoải mái giáo viên mà xếp ít ấy, thì nó rất là nhanh. Các bạn thấy không? Chờ đợi một chút thôi, cái này chỉ là một chuyện lúc là nếu không có lỗi gì là nó sẽ xong, sợ nó có lỗi thôi thì nó sẽ phải nó dừng lại. Vậy xong rồi đấy. Xong rồi thì cái nút kết thúc là nó nổi lên và tôi muốn kết thúc nhé. Đồng ý. Xong. Nhưng mà chúng ta đã xếp xong. Ta xem thử nhé, ta vào khung nhìn này, xem thử. Đó, như vậy là đã xếp xong toàn trường rồi đây, toàn trường. Và đây là 100% nhé. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý cái số ở đây nhé. Ở đây có hai tham số. Tham số ở đây là cái thỏa mãn điều kiện của môn học. Bên này là thỏa điều kiện của giáo viên, bao nhiêu phần trăm. Rồi, bây chúng ta có thể xem lại từ lớp 1. Bây giờ chúng ta sẽ như vậy xong bước 5 nhé. Tới đây là chúng ta có thể in ra là phát cho ta tạo xong một thứ có biểu mà gì mà không có lỗi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ in ra được cho giáo viên dùng. Nhưng bước thứ 6 là chúng ta sẽ
Bước thứ 6 là chúng ta sẽ quay sang, chúng ta sẽ tinh chỉnh. Nhé, tinh chỉnh. Đây, quan sát và tinh chỉnh dữ liệu trong báo biểu bằng các thủ thuật tối ưu. Thì tôi mô tả nhanh. Thì cái bước 6 này chúng ta sẽ nhiệm vụ chính là chúng ta sẽ tinh chỉnh trong báo biểu giáo viên. Thật ra có rất nhiều cái chức năng khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Cái chức năng chúng ta có thể xóa đi một tiết, chúng ta xếp thêm một tiết, chúng ta có thể khóa một tiết lại, chúng ta có thể khóa cả một lớp lại, vân vân. Hay chúng ta có thể làm nhiều lệnh khác. Nhưng mà cái lệnh chính của cái bước này là chúng ta là xem giáo viên có lệnh có ISO quá không để chúng ta sẽ điều chỉnh yêu cầu của họ. Tôi xem ở đây này. Chúng ta chú ý nhé. Dưới đây là giáo viên này. Đây là buổi sáng này, đây là buổi chiều này. Chiều chưa xếp, buổi sáng này nhé. Buổi sáng đây nhé. Đây. À, đây này. Buổi sáng nhé. Thì khi ta bấm vào nút sáng đây này, nút này, cái ô này nó gọi là ô hiện thời nhé. Ô hiện thời. Thì khi ta bấm vào nút ô hiện thời trên đoạn theo biểu lớp ấy, thì dưới này là hiện ra cái giáo viên dạy môn đó. Như vậy giáo viên Hương là dạy môn công nghệ của lớp 6A1. Bấm nút vật lý. Thì ở đây giáo viên Hưng, giáo viên dạy vật lý của cái môn 6A. Bên đạo dưới này nhé, tôi bấm nút, bấm vào đây. Thì ở trên này sẽ hiện ra là 9A2. Tôi bấm vào đây, đây hiện ra là 8A1 như vậy. Ở đây là giáo viên và lớp của giáo viên luôn là đồng bộ với nhau nhé. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra nào. Chúng ta muốn kiểm tra từng giáo viên một. Có số hay là không mấy, có số hay là không số nhé. Nhé, ví dụ nhé. Tôi lấy ví dụ đấy nhé. Đối với giáo viên này này. Thì cái ông này ông muốn nghỉ cả 2 ngày này cơ. Thì cái tiết này này là tiết ông ta muốn chuyển đi. Thì ông này là cái môn, ông này là trả ra cái bài này là dạy môn toán nhé. Cái này là cái lớp 6A3. Vì bà muốn chuyển đi đâu thì giờ đây chỉ có thể chuyển sang bên này hoặc chuyển sang bên này thôi, đúng không nào? Chuyển sang đây này, vì đây có toán rồi thì không cần nữa. Đây là đây chưa 6A3 chưa có toán ở đây, đúng không? Là như sau nhé. Chúng ta sẽ kéo thả, chúng ta bấm và giữ chuột. Phần mềm sẽ hiện ra cái nút xanh, cái ô màu xanh là ô là phần mềm là khuyên là nên chuyển sang đó. Còn cái ô mà không màu xanh thì phần mềm là không khuyên là không nên, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chuyển được. Rồi, thế bây giờ trước khi mà chuyển, chúng ta phải bấm lên, chúng ta lựa chọn cái thuật toán chuyển. Thì phần mềm hỗ trợ nhiều thuật khác nhau nhé. Nhưng mà đây ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thuật toán tất cả. Nhưng mà ta chú ý là chỉ có một bài toán tốt thôi. Còn toán khác là không tốt, nhưng mà tùy chúng ta có thể lựa chọn được. Thì thuật toán mà theo tôi là hay nhất là toán này, là tinh chỉnh tối ưu OPCX-DPR. Đây là thuật toán mà hay dùng nhất, tốt nhất. Thứ hai, thuật toán là tinh chỉnh tối ưu OPDPR-FPR. Thứ ba là thuật toán là gì quyết định. Theo tôi là như vậy nhé, còn thuật toán khác chúng ta dùng vẫn được, tùy chúng ta nhé. Đây là phần này rất là sâu, nên chúng ta cũng cần, không cần tìm hiểu sâu đâu. Ta chú ý là cái chỗ này này, đây là cái mà được. Cái này là cái cũng được. Cái này nhé. Rồi ta chọn cái này đi. Nếu mà ta chọn toán này mà nó không được, ta có thể chọn toán khác nhé. Rồi. Đây nhé. Rồi bây giờ bấm này, ta làm thực tập tôi chuyển sang đây nhé, cửa xem thầy bấm chuyển sang đây đi nhé. Chúng ta bấm và giữ chuột. Đó. Chúng ta di chuyển sang đây. Được chưa? Thả tay ra. Đó. Máy báo là không thể hiện được. Không phải nó đạo được đâu. Chúng ta rất là khó. Và máy như cầu thiện bấm lên máy xuất hiện một phán khác. Đây. Như vậy là đây là máy thiện một phán khác nhé. Là toán này, FPR đây. Máy báo này. Như vậy là ở đây nhá, là môn toán sẽ chuyển về đây này nhá. Tiếp theo là ở đây là môn thể dục sẽ chuyển xuống dưới này. Môn hóa sẽ chuyển lên đây. Nhân đây là lớp nhá, đây là giáo viên nhá. Đó. Đây hóa đây này nhá. Đây là trước và đây là sau khi thiện lệnh. Đây là trước nhá. Giáo viên này, lớp này nhá. Tiếp theo là đây hóa chuyển xuống dưới này. Nhìn vào đây, tất cả đây là các cái mô tả các cái bước trước và sau khi thiện lệnh, ta quan sát kỹ nhá. Thì ưng ý rồi, bấm nút kết thúc. Còn không ưng ý thì ta bấm hủy để làm lệnh khác, kết thúc. Xong, như vậy là cái giáo viên trả ra nó được chuyển về đây rồi, đẹp lên rồi, đúng không nào? Mình sẽ làm tiếp cho những người khác, cứ như vậy, trước khi nào thấy ưng thì thôi. Chúng ta chú ý là về nguyên tắc của việc tinh chỉnh này là nếu một người mà ưng ý, tốt lên thì sẽ có một vài người khác là không ưng lắm,
chúng ta sẽ phải lựa chọn thôi, không cách nào khác cả nhé. Đó là cái quy tắc của cái việc xây dựng phát biểu. Nhưng mà phần mềm đã bảo đảm rằng là các toán tiến trình như này đã bảo đảm rằng là nếu một người mà tốt lên ý, thì những người khác chỉ có thể là không xấu đi thôi, chứ không phải là quá xấu đi. Đấy, thì đó là một quy tắc của khái niệm tối ưu, thì các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé. Đó, thì tới đây chúng ta là đã xếp xong thì phát biểu, và bây giờ chúng ta sẽ sang bước sau cùng là bước chúng ta sẽ in ấn. Thì là in rất là nhiều, nhưng mà tôi giới thiệu cho bạn một lệnh thôi. Lệnh này là cái lệnh như sau, là cái lệnh chúng ta sẽ in ấn thông qua cái lệnh là hệ thống và cái lệnh là ghi ra Excel. Chúng ta có thể ghi ra HTML, có thể là in này thôi, chúng ta dùng lại Excel. Thì ghi ra Excel là rất hay, là nó sẽ in ra đủ cùng lúc tất cả các dạng thông điệp, sau đó chúng ta sẽ copy từ cái một, chúng ta sẽ gửi cho từng giáo viên một, đúng rồi đây. Rồi, và sau đây chúng ta lựa chọn cái thư mục mà lưu file Excel, đây là các thông tin cần lưu ra. Tôi mới kết thúc. Trong Excel có cả một cái báo cáo nữa, một cái báo cáo tải dạy nhé, trong một tuần hoặc theo thời gian ở đây. Đó. Kết thúc. Phần mềm tự động mở cái file Excel ra. Đó, và chúng ta sẽ xem được nhé. Đây là thông tin chung này, cùng các cái thông tin như là sách các lớp học, phòng học nhé, giáo viên nhé. Đây thử biểu lớp sáng đây, toàn trường thuộc lớp đây, buổi sáng đây này, thấy không nào, toàn trường nhé, toàn trường buổi chiều, rồi là thử biểu toàn trường thuộc cả sáng cả chiều ở đây đấy nhé, rồi là gì, thử biểu giáo viên buổi sáng đây, giáo viên buổi sáng, giáo viên chiều, bên chiều thì mình chưa xếp nhé, rồi là thử các biểu phòng chưa có, thử các biểu phòng, thử các biểu giáo viên sáng chiều đây, giáo viên sáng chiều đây nhé. Rồi tiếp theo nữa là thầy có biểu cho từng lớp một, từng lớp một, buổi sáng buổi chiều nhé, buổi sáng và buổi chiều, thầy biểu cho từng giáo viên một, từng giáo viên một, hiểu nào. Vậy đây có đủ tất cả các cái dạng mà thầy có biểu chúng ta có thể mô tả cả tất cả các phân công chuyên môn nằm đây hết này, phân công giáo viên này, chuyên môn này đó nhé. Theo mẫu 1 này, mẫu 2 này, mẫu 3, rất nhiều mẫu khác nhau nhé. Đó. Thì đây là, theo tôi thì cái lệnh để giá Excel là lệnh hay nhất mà chúng ta nên dùng lệnh đó nhé. Có lệnh khác chúng ta vẫn có thể dùng được. Mình nói thêm một chút nữa về cái thể phát biểu của chúng ta. Gần đây thì một số bạn là hay nói là phần mềm là nó hay bị cái lỗi logic, thì không sao cả. Khi chúng ta thấy phần mềm báo lỗi logic thì chúng ta sẽ sửa như sau. Chúng ta vào lệnh chính và chúng ta dùng cái lệnh là kiểm tra lỗi logic. Thì nếu mà có lỗi thì máy sẽ báo là có lỗi, và chúng ta bấm nút kết thúc thì máy sẽ tự động sửa. Khi đã hết lỗi thì thôi, có một lỗi logic này. Logic là lỗi gì? Lỗi logic là cái lỗi mà lỗi logic nằm ở bên trong dữ liệu của thầy có biểu. Cái lỗi này là nó phát sinh do cái gì? Sinh do rất nhiều lý do, hoặc là do chúng ta nhập, do cái lỗi hệ thống của Windows khi đang nhập thông tin thì nó mất điện chẳng hạn. Hay là CPU nó bị lỗi gì đó và nó ghi vào không đầy đủ, nó không hoàn thành một cái transaction, hoặc là lỗi do phần mềm tạo ra, phần mềm lập trình nó chưa chuẩn lắm lỗi, thì đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ sửa lỗi logic được. Thì chúng ta yên tâm mà cứ thấy mà phần mềm báo là lỗi logic ý, thì chúng ta vào đây ra sửa nhé. Chúng ta vào nhắc lại là vào cái lệnh chính và kiểm tra lỗi logic. Cho thêm một chút nữa về cái mới của phần mềm này là cái chức năng mà phần mềm này, là phần mềm mới này đã cho phép chúng ta là xếp cả vào chủ nhật nữa. Đây, thì nếu muốn thì mà chúng ta hiện nay chỉ nhìn là gì, chúng ta chỉ hiện ra là thứ bảy thôi, là một bài bình thường. Còn nếu chúng ta muốn xếp chủ nhật, chúng ta làm như sau: chúng ta vào lệnh chính, chúng ta vào cái lệnh là các tùy chọn, sau đó chúng ta vào khung nhìn và chọn là 7 ngày. Đó, thì bấm nút kết thúc, khi đó chúng ta sẽ quan sát được cả chủ nhật. Đây, chủ nhật đó là mặc định phần mềm nó sẽ xếp là đặt thẻ không học, chúng ta không xếp vào, nhưng mà chúng ta có thể vào xóa được, bên xóa nhé, chúng ta kích nút vào chọn pick là xóa này. Cái đó hoàn toàn chúng ta có thể xếp tiếp vào cái chủ nhật này. Chúng ta tôi xóa cái môn vật lý này đi, và tôi xóa nhé, tôi xóa môn vật lý đi này, và tôi xếp vật lý vào đây. Đây, xếp vật lý vào đây. Mà thấy không? Như vậy là cái bản mới này là đã hỗ trợ cho cái bản cũ là không hề có, các bản trước này có, bản này đã hỗ trợ cho cả cái chủ nhật nữa nhé. Thì đó là cái lệnh là chức năng mới đây, chức năng mới của phần mềm. Bây giờ tôi sẽ xóa đi và tôi sẽ xếp lại vào.
xóa đi và xếp lại vào đây nhé. Được chưa? Và đây tôi sẽ xếp lại đây là vào việc các bạn chỉ khi mà chúng ta mà vào cái lệnh chính và chọn là thì chọn ở đây mà chúng ta chọn đặt lại là 6 ngày, phần mềm sẽ tự động thì mình sẽ tự động là xóa đi chủ nhật và đặt ra cái lệnh không học cho chủ nhật. Rồi xong, như vậy là quay lại như cũ. Xong rồi nhá. Các bạn có ai hỏi gì không? Alo ạ. Ừ, có ai hỏi gì không? Có nhìn gì không? Có ạ. Ừ. Có ạ, xin chào anh ạ. À. Ừ. Vâng, em có một cái trao đổi với anh như thế này ạ. Em nói đi. Tức là cái phần in ấn đấy anh ạ. In ấn ừ. Vâng, em muốn xem cái anh cho em xem màn hình đi. Màn hình nhá. Vâng, anh cho em xem màn hình để em đưa cái trợ phần in ấn lên thì em mới trình bày với anh nó mới rõ được. In ấn à? Vâng vâng. Yến đâu nhỉ? Hệ thống đúng không? Anh, đây đi. Anh cho em xem màn hình đi thì nó mới rõ được. Mình nào? Đây hả? Dạ. Đúng không? Không, tức là anh cho em phép được xem màn hình lên. Tức là anh đang tắt chức năng xem màn hình trên Zoom. Đang xem màn hình chứ hả? Đâu em bấm lên thì bên anh khóa rồi. Vẫn đang xem mà nhỉ? Anh xem được nhưng em không xem được, anh phải cho em phép được xem màn hình chứ. Màn hình của em hả? Màn hình của em ấy ạ. Vâng. À thế em tên là gì được, mình biết em tên là gì đâu. Em tên là Nguyễn Duy Hiền. À đây đây đây. Đây cái gì? Làm thế nào để xem của em mình nhỉ? Đây Nguyễn Hiền này nhé. Vâng. Lệnh gì nhỉ? Cái lệnh nào mình cái này mình không thạo lắm đâu, mình không thạo cái phần cái Zoom đâu. À thế à? Ừ cái lệnh nào? Ở cái lệnh thứ ba cái cạnh ba trích và icon đấy anh kích vào đấy thì anh bỏ cái khóa xem màn hình lên để em mới xem được. À bỏ khóa xem màn hình. Vâng, anh bên hot thì anh mới làm được. Mình chưa hình dung lắm chỗ nào, mình đang nhìn thấy bạn giờ nhé, nhưng mình làm sao mình nhà và bạn này mình chỉ có lệnh là gì, cái lệnh của bạn này là lệnh của em là chỉ có là mute audio này, ask to start video này, chat này. Đúng rồi, không anh vào cái biểu tượng ở trên Zoom ấy, cạnh cái start video ấy là đến cái biểu tượng đấy, thì anh kích vào đấy anh bỏ cái xem màn hình đi, bỏ cách khóa xem màn hình đi thì được ạ. Thế em sẽ xem màn hình lên được ạ. Thế mà thân tớ phải xóa đi hả? Anh phải bỏ cái dạ. Tớ phải stop đi hả?